Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của đại gia đình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ ba, ngày 30 tháng 7 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an. Và chúng tôi hân hạnh chào tái ngộ cùng luật sư Nguyễn Mùi Duyên từ miền Bắc Cali. Xin chào tất cả bà Trang Hoàng Bách. Dạ vâng, trước nhất là chúng tôi mong là quý vị hỗ trợ cho chương trình bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu. Nếu có cơ hội thì xin quý vị chuyển tải những thông tin qua Facebook hoặc là chuyển tải những thông tin để cho người nghe được đi thu hút được, đặc biệt là năm nay là mùa bầu cử nên thưa quý vị. Và cái chương trình mà quý vị subscribe đó là Người Việt Channel và Đầu Gầy Cuối Bãi, bởi vì cái chương trình của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên là cái chương trình mỗi ngày một chương trình, mà cái chương trình cũng ngắn gọn lắm. Nếu quý vị nghe cái chương trình của anh Duyên thì cũng học hỏi được rất là nhiều. Anh tóm tắt những cái sự kiện nổi bật và anh nói trong một cái câu chuyện chừng 20 mấy phút, 30 phút trở lại thôi. Thành quý vị cũng là trong cái mùa bầu cử mình có cơ hội để nghe và cũng học hỏi thêm những cái lý thú về lịch sử của Mỹ, bầu cử của Mỹ nó ra sao. Đó là những cái điều cần thiết mà chúng tôi rất là mong quý vị subscribe cũng như là quý vị share và quý vị cũng comment ở trên đó để cho anh em chúng tôi lên tinh thần. Bây giờ trở lại với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, miền Bắc Cali có gì lạ không thưa anh Duyên? Giờ cũng bình thường và trời khí hậu thì vẫn tốt mà vào cái mùa hè thì nó đẹp lắm. Dạ vâng, quý khán giả của chúng ta cũng quan tâm rất nhiều về cái cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt là một cái sự kiện mà người ta nói là Trump có cái trường hợp mà thay ngựa giữa dòng thì thường thường gặp khó khăn lắm. Nhưng mà chúng ta biết là Tổng thống Joe Biden vào ngày 21 tháng 7 thì ông tuyên bố là ông bỏ cuộc chơi và ông trao cái ngọn đuốc lại cho cái thế hệ trẻ hơn, đó là bà Kamala Harris. Và kể từ cái ngày đến ngày hôm nay thì ngày 30 thì mới chỉ đâu có 8 ngày thưa quý vị. Thành phải nỗ lực rất là nhiều mà chúng ta thấy là cái khí thế phần phật đi lên của bên bà Kamala Harris. Và nhiều người tiên đoán là vậy thì đâu có thay ngựa giữa dặm là điều hay, chứ làm sao gọi là thay ngựa giữa dặm, khó mà đạt được cái kết quả như mong muốn. Chúng ta thấy là hơn một tuần lễ mà bà đã thu về trên 200 triệu đô la. Số người hỗ trợ để tình nguyện mà đóng góp trong các thùng phiếu đó là lên tới 170.000 người. Trong khi đó giới phụ nữ cũng như giới trẻ ghi danh đi bầu. Và chúng ta thấy gần như là một cái đợt sóng mà nó cơn xoáy, nó xoay chuyển thay đổi cái tình hình về bầu cử của Hoa Kỳ. Trước đây thì báo chí họ hướng về ông Donald Trump nhiều, là ông tuyên bố điều này điều kia, nhưng mà hầu như là gần đây trong những ngày vừa qua đó thì bên ông Trump bị lu mờ. Thưa anh Duyên, để đánh giá về cái vấn đề này, anh Duyên có thể phân tích. Và mới đây thì một cái nhà tiên tri là ông Alan Lichtman, ông có tiên đoán là qua cái sự thay ngựa giữa dặm này, trước đây ông nói là ông Joe Biden sẽ thắng ông Donald Trump nếu mà tổng thống Joe Biden tiếp tục. Bây giờ đây thì có người họ nói là tại sao ông lại thay đổi như vậy, bây giờ ông nói là bà Harris có triển vọng thắng ông Donald Trump. Và cái điều này ông sẽ đưa ra chi tiết vào trong cái dịp gọi là tháng tháng 8 và tháng 9, ông ấy sẽ đưa ra chi tiết này. Và ông Lichtman là cái người mà tiên đoán trong các 10 cuộc bầu cử vừa qua đó, thì ông tiên đoán hầu như là 9 trên 10, tức là đúng tới 9 lần lận thưa quý vị. Anh Dương cho nhận định riêng của anh khi qua một tuần lễ vừa qua đối với bà Harris và đối với Donald Trump thưa anh. Một tuần lễ vừa qua thì sẽ trở lại, nhưng mà khi mà nói về ông Lichtman, tại vì tiếng Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam chúng ta mà nói cái gì chúng ta cũng nói là tiên đoán, tiên đoán, thành ra cái chữ tiên đoán của Việt Nam đôi khi nó lại không có cái nghĩa chính xác lắm. Thành ra anh em chúng tôi dùng cái chữ tiên đoán, gia đình Người Việt Channel đừng có nghĩ theo cái dạng của những người mà gọi là Việt Nam mà nói chuyện trên trời dưới đất hay là những tiên tri chần dần, nó không phải. Ông Lichtman này là ổng là một nhà phân tích, ổng đưa ra một cái 13 điểm. Ông nói rằng
khi mà một ứng cử viên mà ra ứng cử đó thì ông có những cái câu hỏi về kinh tế, chính trị, xã hội vân vân. Và nếu mà trong 13 cái câu hỏi đó, câu trả lời đó mà nó hiện diện lên những cái yếu tố tích cực đó thì cái xác suất thắng của người ứng cử viên đó cao, và cuối cùng thì ông nói rằng là người ứng cử viên đó thắng. Thì những cái phân tích của ông nó rất là khoa học. Và lần này thì trước khi mà ông tổng thống Joe Biden rút lui đó thì ông vẫn nghĩ rằng là tổng thống Joe Biden sẽ thắng, nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy thay ngựa rồi, nghĩa là bây giờ bà Kamala Harris đã trở thành ứng cử viên. Thì ông Lishman nói rằng là ông sẽ ngồi đó rồi cũng cân nhắc lại, và ông sẽ cho biết cái tiên đoán của ông vào tháng 9. Thì chúng ta cũng chờ đến lúc đó để mà chúng ta thấy rằng cái phân tích của ông nó khoa học như thế thì nó như thế nào. Nhưng mà phải nói luôn là chúng ta những người rất là bình thường ở trong người Việt Chano hay là trong đầu ghềnh cuối bãi đó, nếu mà chúng ta để ý những gì mà anh em chúng ta phân tích, quý khán thính giả mà theo dõi tôi trong bao nhiêu năm nay đó, thì rất nhiều người nói là tại sao ông Duyên nói cái gì cũng đúng, ông Duyên không phải là ông tiên đoán gì hết trơn đó. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng là chúng ta dùng cái common sense rồi chúng ta phân tích, và khi phân tích các cái sự kiện, ngay cả sự kiện chính trị trên thế giới đó, tôi hay mời gọi lắm, tôi nói là quý khán thính giả hãy cùng tôi đặt cái suy nghĩ của chúng ta vào cái đầu của ông Putin, đặt suy nghĩ của chúng ta vào cái đầu của ông Tập Cận Bình, đặt suy nghĩ của chúng ta vào những cái đầu của những cái tay như là Orbán, như là Netanyahu, thì chúng ta sẽ biết rằng là cái con đường đi sắp tới của họ là cái gì. Là bởi vì một cái câu nói nổi tiếng đó là không có cái vấn đề, tóm lại là quyền lợi là quyết định mọi sự mà. Và vì như thế chúng ta, nghĩa là chúng ta có thể nói là chúng ta phân tích đúng cũng không có thua gì cái ông Lishman này đâu. Không không có chúng ta không có cái thói quen mà dựng lên một cái hình ảnh mà ông này ông là tiên tri trần dần hay là ông gì nữa. Không, ông Lishman rất là khoa học, nhưng mà chúng ta sẽ còn khoa học hơn nữa. Và dựa trên cái khoa học hơn nữa đó đó, tôi nói là tháng 11 này Kamala Harris sẽ là tân tổng thống của Mỹ. Period. Bởi vì những cái chữ mà hồi nãy anh Hoàng Bách mới vừa nói đó, là chỉ có trong 8 ngày thôi mà chúng ta đã thấy cái gọi là cái khí thế nó thổi một cái luồng gió mới. Không có ai, chúng ta không có phủ nhận rằng tổng thống Joe Biden làm được rất là nhiều điều, nhưng mà tôi trên các diễn đàn khác nhau tôi nói rằng cái tâm lý của cái người cử tri Mỹ lạ lắm. Nhiều khi họ chỉ nhìn vào cái lúc đó, và khi thấy ông đi thì chậm chậm, ông nói thì từ từ, và bên cạnh kia thì vì cái từ từ cái chậm chậm, cái mà nó lão hóa của tổng thống Joe Biden đó, người ta thấy người ta chán chường, và người ta cứ nhìn chăm chăm vào cái sự chán chường đó, người ta quên là cái thằng Donald Trump nó vừa già, nó vừa lụm cụm, nó vừa nói bậy, nó vừa stupid nữa. Nhưng mà tất cả những cái tầm bậy tầm bạ đó khi mà nó tuôn ra, nó tuôn với cái khí thế làm cho người ta quên cái mất dạy, cái đốn mặt của nó, và người ta chỉ còn nhớ lại tôi biết ông là ông đàng hoàng, tôi biết ông giỏi, tôi biết ông đem lại kinh tế, ông nói với tôi về kinh tế, tôi biết vậy. Nhưng mà nghe nó chán quá, một bài hát hay mà hát rất là buồn ngủ, còn một cái bài hát rất là cà chớn mà thằng này nó hát rất là cà dự. Thành ra chính vì như vậy mà tổng thống, tôi có nói rằng là trước khi mà tổng thống Joe Biden làm cái quyết định từ chức, ngay cả trên nó khi mà nói chuyện với Hoàng Bách, tôi nói nếu ông tổng thống Joe Biden mà quyết định tiếp tục tranh cử, tôi vẫn vận động tối đa cho tổng thống Joe Biden. Nhưng mà tôi biết rằng nếu mà giả sử ông Joe Biden mà ngưng không tranh cử nữa, chúng ta sẽ có một luồng gió mới, và cái điều đó nó đã xảy ra trong 8 ngày vừa qua.
Và 8 ngày vừa qua, gần như chỉ trong 8 ngày thôi, mà tất cả mọi cái góc cạnh của xã hội, từ dân chủ, thậm chí tới Cộng hòa, chúng ta cũng đã đều thấy người ta lên tiếng, và người ta lên tiếng một cách mạnh mẽ để ủng hộ bà Kamala Harris. Anh em chúng tôi sẽ vào chi tiết. Quay trở lại với Hoàng Bách. Bây giờ khi anh nói cái tình trạng này thì chúng tôi muốn anh đi sâu vào chi tiết hơn. Khi anh nói là bà Kamala Harris thổi một luồng gió mới, tức là họ họ không đồng ý, hay nói một cách là họ choáng hai ông lão tướng, một ông 81 tuổi và ông 78 tuổi. Nhưng mà khi thay ông lão tướng rồi đã còn một cái sinh khí mới, tức là một người phụ nữ trẻ 59 tuổi có năng lực thì họ thay đổi. Hay là cử tri của Mỹ họ sợ rằng ông Trump lên là ông Trump sẽ biến nước Mỹ thành một nước độc tài. Như chúng tôi đã đưa tin với quý vị đó, là ông mới vừa tuyên bố ở trong một cái nhà thờ vận động đối với người tin lành đó. Ông cơ đốc giáo đó thì ông nói rằng là quý vị bầu cho tôi đi, tôi sẽ lên sẽ điều chỉnh những cái điều mà quý vị sẽ không còn đi bầu nữa. Đó là những cái giả thiết, nhưng mà mình không nói cái này nhiều thứ lắm. Phải chăng họ sợ ông Donald Trump sẽ là phá hỏng đi cái nền dân chủ của Mỹ và chà đạp trên hiến pháp. Ông đã từng làm 4 năm rồi, 4 năm ông đã đại diện, quý vị nhìn lại kiểm chứng lại thì nó rõ ràng, chứ đâu có cần nghe ông nói. Ông hứa hẹn nhưng mà không bao giờ thi hành. Đến nỗi là 16 nhà kinh tế mà lãnh giải thưởng Nobel về kinh tế cũng đã lên tiếng là cái chính sách của ông Trump không phù hợp. Rồi chúng ta thấy là 40 các lãnh đạo của các bộ tư pháp trong các cái thời gian vừa qua họ cũng lên tiếng là ông Trump sẽ chà đạp hiến pháp. Thưa anh, phải chăng là họ thấy một cái người trẻ hơn, có năng lực hơn, thay đổi hai ông lão tướng ấy, thì họ mừng quá cho nên họ đổ qua, hay là vì một phần nữa là vì họ sợ chính sách của Donald Trump? Nó là một cái tổng hợp, một cái combination của nhiều thứ. Nếu mà nói về là sợ cái chính sách của Donald Trump thì người Mỹ sợ. Cái chính sách của Donald Trump là một cái chính sách mà có thể khơi dậy cái cuồng nhiệt trong một cái thiểu số MAGA. Và cái thiểu số đó nó đã chứng minh là từ cái hồi thời bà Hillary Clinton đó, Donald Trump thắng cử, yes, nhưng mà thắng cử mà vẫn còn thua bà Hillary Clinton tới 3 triệu phiếu. Rồi tới năm 2020, Donald Trump thua và không mất cái ghế tổng thống, nhưng mà nên nhớ là thua ông Joe Biden tới 7 triệu phiếu đi nữa, Donald Trump vẫn còn được 75 triệu phiếu, có nghĩa là ở nước Mỹ này vẫn còn 75 triệu người sẵn sàng bỏ phiếu cho Donald Trump. Thành ra cái chuyện mà cái số người lo sợ là người ta có lý do người ta lo sợ. Người ta nói rằng là nếu mà từ đây cho tới tháng 11 mà cái số người, nếu mà ông Biden còn tranh cử đó, số người ủng hộ cho ông Joe Biden của năm 2020 đó, mà người ta chán quá với một cái hình ảnh nó vừa boring, mà nhất là cái trong cái đám giới trẻ hoặc là giới da màu đó mà họ nằm nhà thôi đó, trong khi cái đám cuồng Donald Trump nó vẫn giữ y nguyên đó, thì Donald Trump sẽ thắng. Cái đó là cái lo sợ nhiều nhất. Và nhất là sau cái debate hôm 27 tháng 6 đó, thì ông Joe Biden, mặc dù ông đã trong 3 năm rưỡi ông làm được rất là nhiều điều, nhưng mà cái thể hiện của ông đó, người ta vẫn nói rằng là liệu ông cứ là nhìn cái hình ảnh của ông đó có làm cho người ta là được có cái cơn gọi là có được có một cái luồng sinh khí để mà quyết tâm vào tháng 11 này chúng tôi bỏ cái lá phiếu để chúng tôi loại cái thằng Donald Trump ra một bên hay không. Và rất là nhiều người Mỹ bây giờ đó họ nói rằng là ô, biết là Donald Trump nó hăm dọa, nó làm như vậy, nhưng mà liệu nó có thật sự vậy không? Và mấy người mà lừng chừng đó, người ta nằm nhà thôi, đó là Donald Trump nó có thể làm tổng thống. Cho nên cái điều đó là một cái điều lo ngại chung. Vậy thì cái hiện tượng trong 8 ngày vừa qua mà chúng ta thấy thì nó là một cái combination, nó là một cái tổng hợp giữa hai việc. Việc thứ nhất là bà Kamala Harris, tuổi trẻ của bà và năng lực của bà
nó tạo nên một cái sự sống động mới. Kèm theo nữa, bà có thực tài, bà có thực chất, chứ không phải là chỉ có vì người ta chán ông Biden mà người ta ủng hộ bà, không phải như vậy. Và đây là cái khác của bà Kamala Harris nè. Cái lúc mà bà còn là công tố, lúc bà còn làm thượng nghị sĩ đó, tôi theo dõi bà. Nói cái này cho tôi ngưng một chút xíu thôi, để cái này nó rất là cá nhân. Sở dĩ mà tôi theo dõi bà Kamala Harris đó là tại vì khi mà tôi ở trong trường luật đó, thì cái người giáo sư luật dạy cho tôi và đồng thời cũng là khoa trưởng trường luật vào lúc đó là bà Maya Harris. Bà Maya Harris là em ruột của bà Kamala lúc đó. Và bà Maya Harris á, tôi còn nhớ khi mà bà dạy cái môn luật về contract đó, thì bà có hỏi trong lớp, bà hỏi là với cái phán quyết của tối cao pháp viện trong cái case đó đó, thì có người nào không đồng ý với tối cao pháp viện hay không? Cả lớp im phăng phăng phắc và tôi giơ tay lên và nói tôi không đồng ý. Bà hỏi tại sao không đồng ý? Sau khi tôi phân tích xong đó, bà mới nói rằng là duyên du sẽ trở thành một cái người luật sư rất là giỏi. Đó là lần thứ nhất bà nói điều đó. Rồi sau đó khi mà tôi ra trường đó, bà tại cái lễ tốt nghiệp của tôi, bà hất tôi, bà nói là duyên sẽ trở thành một luật sư rất giỏi. Đó là lần thứ hai bà nói như thế. Và thành ra cái quan hệ mà thật sự lúc đó tôi hoàn toàn tôi không biết bà Kamala là ai hết. Tôi chỉ biết bà Maya Harris, đây là professor của tôi, đây là khoa trưởng của tôi, chỉ có vậy thôi. Rồi sau đó cái chuyện đó là cái chuyện của mấy chục năm trước mà, rồi tôi tới chừng mà tôi nghe cái tên Harris là tôi có biết là đây là hai chị em ruột, cứ mình cũng theo dõi bình thường vậy thôi. Và chính vì cái sự theo dõi đó, tôi đã nhìn bà Kamala Harris từ lúc bà đang là công tố viên, đang là thượng nghị sĩ. Cái lúc mà bà ra mà bà là thượng nghị sĩ đó, Bill Barr là một cái tay bộ trưởng tư pháp, mà một cái tay nha trảo ghê gớm của Donald Trump, mà Kamala Harris hỏi một câu mà cái cách hỏi rất là từ tốn, mà dí tới mức độ là Bill Barr mới ngồi ngó thằng lằn rồi nói qua nói lại. Đó là Bill Barr. Rồi cái tên thẩm phán tối cao bây giờ là Brett Kavanaugh cũng vậy. Khi bà Kamala Harris hỏi cũng lúng túng, có nghĩa là bà này bà có một cái cách trình bày, nó tôi phải dùng cái chữ là chém đá chặt sắt đó. Và tự dưng khi mà bà được chọn làm phó tổng thống và đứng bên cạnh ông Joe Biden đó, tôi mới nói là trong vòng 3 năm trời, 3 năm rưỡi trời, tôi nói tất cả những cái đó biến mất hết. Tôi nói, tại sao kỳ vậy? Là bây giờ bà ra trước công chúng, bà nói mà nó, tôi nói là cái con cái người mà gọi là mạnh bạo cũ đó biến mất, mà chỉ còn thấy một người rất là dè dặt và thận trọng nữa, không phải là bà. Thì cái đó tôi không biết tại sao tới chừng mà 8 ngày qua thôi đó, 8 ngày vừa qua đó, một Kamala cũ nó đã hiện quay trở lại mà nó còn mạnh hơn xưa nữa. Điều đó nó mới giải thích cái câu tại sao mà khi mà chúng ta nhớ đó, bà Nancy Pelosi bà đến mà bà thuyết phục ông Joe Biden là rút lui đi đó, thì tin của báo chí nói thêm mà mình không có bằng chứng mình không biết, báo chí nói rằng là thậm chí bà Nancy Pelosi nói rằng ông cứ rút lui vì đất nước, vì đảng, ông rút lui đi và ông cũng đừng có ủng hộ Kamala Harris nữa. Nhưng mà ông Joe Biden với bản chất con người của tổng thống mình biết, và điểm thứ hai, tổng thống Joe Biden phải biết cái sức mạnh của Kamala Harris, thành ra ông rút lui mà ông còn lại nói là tôi endorse Kamala Harris. Và khi tổng thống endorse là những người khác ở trong đảng mà muốn tranh tranh chấp với bà Kamala Harris để mà giành cái quyền mà được đảng Dân Chủ đề cử đó, người ta cũng trùng lại để người ta quan sát như thế nào. Thì chỉ có trong vòng 8 ngày thôi mà bà Kamala Harris đã cho người ta thấy con người thật của bà, khiến cho những người khác ở trong đảng bây giờ không có người nào mà đi ra nói rằng là tôi muốn ra tôi tranh chấp với bà Kamala Harris nữa. Và cái con người đó bây giờ thể hiện trở lại.
8 ngày qua tôi mời quý khán thính giả xem lại những cái lúc mà bà Kamala Harris bà nói chuyện, bà nói từng cái ngắt câu của bà, từng cái sức mạnh của câu nói của bà rất là mạnh. Thêm một cái điểm nữa, tôi nói chuyện với một người bạn thì người bạn nói sao biết, nên là ông Duyên biết không, cái này cũng giống như là Việt Nam mình mà một cái người phụ nữ mà đi về làm dâu đó, thì khi về làm dâu tự nhiên cứ rụt rè, không có còn cái con người thật nữa, thì nó tôi phá lên tôi cười. Cái hình ảnh rất là hay, là Kamala Harris là một người phụ nữ giỏi kiệt xuất nữa, nhưng mà khi làm phó cho ông Joe Biden cũng giống như là mình về mình làm dâu đó, mình không có nói leo qua khỏi ông bố chồng mà, nhưng mà khi mà được gọi là nghĩa là được tự do rồi, muốn nói gì nói đó, được gọi là muốn là được 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 tấn phong, tôi dùng chữ đó, thì con người thật của bà trở lại. Và ngay từ ngày đầu, cái cách mà bà Kamala nói về Donald Trump nó cũng khác hơn là ông Joe Biden nói về Donald Trump nữa. Bà nói gì? Bà nói là tôi là người chuyên trị những cái tay sex predator, những cái tay mà theo đuổi phụ nữ để mà abuse người ta đó, thì he is one, nói thẳng luôn, Donald Trump là một cái thằng sex predator. Tôi là một người chuyên trị những cái người mà mở những cái đại học ma, Donald Trump nó run một cái đại học ma. Tôi là người chuyên trị những cái đứa mà gian dối, Donald Trump nó là thằng gian dối. Bà nói bà không có cần ngượng lời gì cả. Và chính cái đó, chính một cái con người có bản lãnh thực sự và bây giờ được khai phóng, bà đã trình bày cả một cái sự thực, tại cả cái con người thực của bà, và con người thực của bà cộng thêm cái sự khao khát của dân của cử tri, mà hai cái đó nó kết hợp lại với nhau. Một bên thì mong một cái gì mới, người dân mong một cái gì mới, mong một cái gì mạnh mẽ, và bà deliver, bà giao hàng đúng cái mạnh mẽ đó, đúng cái cương nghị đó, đúng cái quả cảm đó, và bà không có nói vòng vo gì, bà tạt thẳng vào mặt tên tội phạm Donald Trump. Bà nói thẳng ghê gớm như vậy, và chính điều đó đã galvanize, đã làm khơi dậy cả cái sức sống của một cái dân tộc, mà cho tới giờ phút này chúng ta nghe những cái mảng bên Cộng hòa bây giờ họ lên tiếng, ngay cả là những cái người mà bỏ phiếu cho Nikki Haley mà cũng nói là lập cái nhóm là Haley Voters, mà bây giờ là For Harris, bây giờ bỏ bỏ phiếu cho bà Harris, có nghĩa là Cộng hòa cũng vậy nữa. Bây giờ họ nhìn thấy rằng nếu mà tránh đừng cho cái thằng đốt mặt Donald Trump nó quay trở lại để mà nó tiếp tục phá nước Mỹ đó, thì chỉ có cách là ủng hộ bà Kamala hết mình, bởi vì bà xứng đáng, và bởi vì nước Mỹ cần dí đầu cái thằng đốt mặt Donald Trump xuống, không cho nó ngóc đầu lên. Quay trở lại bên bác. Dạ vâng, tiếp lời với anh Duyên tí xíu, đó là khi một cái vai trò của người phó tổng thống đó, thưa quý vị, nó lù mờ, bởi vì phó tổng thống đó là đi tham dự ma cha hiếu hỷ hay những cái điều gì đó, hoặc là đang ngồi đó chờ để ông tổng thống đó ông có cơ hội là ông bệnh hoạn để mình lên thay thế thôi. Bởi vì người phó tổng thống mà xuất hiện sáng quá đó thì nó làm lù mờ cho cái hình ảnh của người tổng thống, cho nên cái vai trò của bà Kamala Harris không có cơ hội thách đố với nhau, không có họ cơ hội thi thố. Thì khi mà bà cầm cái ngọn đuốc mà tổng thống Joe Biden trao lại đó, thì dĩ nhiên đây là cái cơ hội mà anh Duyên anh dùng cái chữ khai phóng, chúng tôi rất là thích, đúng là chữ khai phóng. Bà có cơ hội thách đố, thử thách, và một bà là một công tố viên, cho nên cái sự bóp chát đó, lý luận đó, không không cần dông dài, ông bà chỉ dẫn về mặt của ông Donald Trump thôi. Trước đây ông Trump thì dí vào ông Biden đó, thì thật sự cái tính của tổng thống Joe Biden là ông nó cũng chừng mực, không có dùng những cái lời lẽ như là Donald Trump. Ví dụ như là ông dùng những lời lẽ là tổng thống Joe Biden là tệ hại nhất trong lịch sử của nước Mỹ, mà chính ông tệ hại, ông không biết tổng thống Joe Biden là người thế này thế kia, nghĩa là ông phê phán, ông rất là dùng những danh từ rất là tệ. Thì bây giờ đó ông đang đối diện với bà Harris, một cái nhân vật mà đã từng thách đố rồi,
Cho nên đây là cái lúc mà chúng ta thấy là bên Đảng Cộng Hòa họ đã lúng túng trong những ngày vừa qua. Họ lúng túng hơn nữa đó là khi họ chọn ông JD Vance là phó tổng thống đó, thì bây giờ họ là không có lợi gì, nghĩa là cho Donald Trump mà là Donald Trump còn đi chữa trái bên cho ông JD Vance nữa. Thưa anh, những ngày vừa qua thì chúng tôi nghe là ngày hôm qua thì ông Chuck Schumer có nói trên tờ Newsweek, ông nói là theo ông tiên đoán đó, là có thể trong 10 ngày nữa đó là ông Donald Trump sẽ thay đổi ông JD Vance. Cái câu hỏi về mặt mà hơi luật một chút xíu, anh Duyên có thể cho biết là một người mà đã được tấn phong trước một cái hội nghị của Đảng Cộng Hòa như là ông JD Vance, tức là một liên danh đó, thì ông Trump là người chọn. Nhưng mà khi tấn phong như vậy thì bây giờ có sự thay đổi đó, có cần thông qua một cái gì đó của Đảng Cộng Hòa không? Hay là bây giờ Đảng của Trump rồi Trump muốn làm gì làm? Xin anh cho cái ý kiến về vấn đề này. Cái vấn đề mà thủ tục chọn người nó không phải là cái nó không phải là cái luật bầu cử của toàn quốc, mà nó là quy luật riêng của từng đảng. Thì ngay bây giờ, từ trước tới bây giờ chưa có xảy ra, thành ra chúng ta chưa có tiền lệ. Cái phân tích của chúng ta chỉ là cái phân tích thuần lý mà thôi, nhưng mà khi áp dụng chắc chắn là Đảng Cộng Hòa họ phải ngồi họp lại với nhau, những cái leadership của Đảng Cộng Hòa phải nói chuyện lại với nhau để mà cho nó ra nét. Là tại vì như vậy, khi mà ở tại cái đại hội Đảng Cộng Hòa tuần vừa rồi đó, ở bên Wisconsin đó, thì các đại biểu khi mà họ nói chúng tôi bỏ cái phiếu đại biểu của chúng tôi để nominate Donald Trump là tổng thống, và chúng tôi cũng nominate ông JD Vance là phó tổng thống, có nghĩa là JD Vance cũng hội đủ cái số phiếu của các đại biểu rồi. Bây giờ không lẽ cả một cái đảng như vậy mà người ta đã bỏ lá phiếu cho một người làm phó tổng thống, bây giờ chỉ một cá nhân của JD Vance phất cái cờ một cái là tự nhiên ông JD Vance băng ra đó, thì cái điều đó chắc chắn là không có thể xảy ra đơn giản như vậy đâu. Nhưng mà ngay bây giờ trong Đảng Cộng Hòa họ nhìn thấy là JD Vance là một cái liability, là một cái gánh nặng, là một cái tiêu sản hơn là cái asset cho cái liên danh. Thành ra đã có lời ra tiếng vào là hình như chọn sai người rồi, muốn thay đổi rồi. Cho nên về mặt thủ tục mà nói, nếu mà giờ chót mà Đảng Cộng Hòa và Donald Trump đồng ý với nhau là loại JD Vance ra đó, thì tôi tin rằng cái áp lực đầu tiên sẽ là cái áp lực chính trị. Nó cũng tương tự như bên Dân Chủ mà làm áp lực chính trị, nói chuyện với ông Joe Biden để ông Joe Biden rút lui đó, thì bên đây cũng sẽ có một cái áp lực chính trị để yêu cầu là JD Vance tự động rút lui đi. Và nếu mà JD Vance mà rút lui đó thì nó dễ, và các đại biểu nói rằng là ô như vậy thì những cái lá phiếu của chúng tôi đã được release rồi, thành ra đó là đã được tự do rồi, thì chúng tôi sẽ dùng cái lá phiếu đó và chúng tôi sẽ dồn cái lá phiếu đó cho cái người mà Donald Trump chọn lựa để mà thay thế JD Vance, chỉ có như vậy thôi. Còn nếu mà không đó thì cái nếu mà giả sử mà JD Vance nhất định là bám trụ nói là không, chúng tôi không chịu đó, thì lập tức cái thủ tục là làm sao có một người ra challenge JD Vance, rồi phải có một cái hội, nghĩa là một cái đại hội trực tuyến như thế nào đó để mà bỏ phiếu, để mà loại JD Vance, để mà dựng lên cái người mới đó, thì để làm phó cho Donald Trump, thì nó cũng mất thời gian. Cho nên đó là những cái vấn đề thủ tục mà chúng ta nói. Còn bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là thực tế Donald Trump có rộng quyền tới cái mức mà Donald Trump loại JD Vance hay không đó, thì cái chuyện đó nó còn đi xa hơn nhiều. Mà cái điều này tôi theo dõi những bài báo và tôi cũng đã phân tích trên đầu gần cuối bãi chi tiết. Hôm nay mượn cái diễn đàn người Việt để chia sẻ với lại thính giả của Người Việt Channel nữa. Ai là cái người mà lựa JD Vance vậy? Ai? Chúng ta nhớ là tại sao JD
khi mà vào vòng chung kết đó thì có ba người là ông Doug Burgum, rồi ông Marco Rubio, rồi JD Vance. Mà JD Vance lúc đó cái tên tuổi đó có lẽ là mờ lắm, không có rõ bằng hai ông kia. Thì hôm tháng 6, lúc đó đó là Tucker Carlson, mà chúng ta biết Tucker Carlson là ai rồi. Tucker Carlson là làm cho đài Fox. Tucker Carlson từng đi qua Hungary nói chuyện với Viktor Orbán, ca ngợi Viktor Orbán của Hungary, đã từng đi qua bên Moscow ca tụng, nghĩa là phỏng vấn và ca tụng Vladimir Putin rồi nữa. Có nghĩa là Tucker Carlson nằm ở trong cái quỹ đạo của Putin, của Orbán và của Donald Trump. Cho nên tiếng nói của Tucker Carlson chúng ta hiểu là một tiếng nói giao liên rồi. Vậy mà hôm tháng 6, Tucker Carlson đi qua bên Úc, và từ Úc, Tucker Carlson gọi ngược về Mỹ nói chuyện với Donald Trump, và hai người có nghe, có tham dự cái cuộc nói chuyện đó, nói lại cho tờ New York Times. Thì trong cái câu chuyện đó, Tucker Carlson nói với Donald Trump rằng nếu mà Donald Trump chọn Marco Rubio hoặc là Donald Trump chọn cái ông Doug Durham thì Donald Trump sẽ bị ám sát. Cái chữ ám sát đó là cái chữ từ miệng của Tucker Carlson. Và đó là Tucker Carlson nói. Thì tháng 7 đó là Orbán cũng lại là một tên trong cái nhóm giao liên đó. Nó đi qua, nó dự hội nghị NATO. Ngày 11 tháng 7 nó tới Mar-a-Lago. Và ngày 13 tháng 7 Donald Trump bị bắn, cũng nói là ám sát. Chúng ta không biết là nó cái mức độ nó tới nào, chúng ta chỉ trình bày cái sự thực thôi. Nhưng mà cái chữ assassination là cái chữ mà do Tucker Carlson xài, nó xảy ra như thế. Rồi ngay sau đó là JD Vance chính thức trở thành là liên danh phó tổng thống đó, thì báo chí Nga nó lên tiếng liền tức khắc thôi. Nó nói đây là cái liên danh tuyệt vời, là bởi vì JD Vance ấy, nó còn Trump hơn là cái thằng Trump nữa. Và nếu đây là báo chí Nga viết nha, báo chí Nga nói trên truyền hình nha, là nếu Donald Trump bị ám sát, bị assassinate, thì chúng ta sẽ có một nhân vật còn ngon hơn Trump nữa, đó là JD Vance. Và ngoại trưởng của Nga lên tiếng ca tụng JD Vance. Điều đó có nghĩa là cái quyết định mà chọn JD Vance đứng chung liên danh đó không phải là đơn thuần là cái quyết định của một mình Donald Trump. Chúng ta nhớ là hôm tháng 2 đó, khi mà JD Vance đi qua bên Đức, JD Vance ca tụng Putin rồi chống Ukraine này nọ, thì tháng 3 Viktor Orbán từ bên Hungary cũng đi qua Mar-a-Lago, và lúc đó trên đầu gần cuối bãi tôi có đặt câu hỏi liền cho thính giả của tôi. Tôi nói là vì sao mà một thủ tướng của Hungary lại đi qua bên Mar-a-Lago, đâu có đi chơi đâu. Tự nhiên đi ở đó, đi họp với Donald Trump vài ngày rồi quay về. Như vậy thì đã giao một cái tín hiệu, hay là giao một cái tin nào đó từ Putin qua cho bên cho Donald Trump, là bởi vì Viktor Orbán rất thân với lại Putin, gặp Putin. Như vậy thì đi qua Mar-a-Lago là cái gì? Thì tôi lặp lại, tháng 3 là Viktor Orbán đã đi qua bên Mar-a-Lago rồi. Tháng 4 là JD Vance, nó viết bài ở trên cái tờ New York Times, nó ca tụng thằng Nga nữa, và nó lại chỉ trích Ukraine nữa, và nó cứ dẫn tới đều đều. Mà rồi bây giờ những cái chữ như là ám sát, rồi nếu không chọn JD Vance thì sẽ bị ám sát, vân vân. Tất cả cái đó từ cửa miệng của những tên giao liên và từ cái tuyên truyền của báo chí Nga. Cho nên cái câu hỏi rằng liệu Donald Trump có tự tiện mà loại JD Vance á, tôi ngờ là Donald Trump để làm cái quyết định đó. Quay trở lại với Nội Bắc. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Diêm, nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa thêm đó là ông mà nếu mà loại ông JD Vance á cũng là con dao hai lưỡi, loại và không loại, bởi vì anh đã chọn rồi, điều đó chứng tỏ là anh không cân nhắc kỹ lưỡng anh chọn người này.
Mà nếu mà ông chọn ông đi event vì cái sứ mệnh chung đó, bởi vì chúng tôi thêm để mà làm rõ đó, vào ngày mùng 7 tháng 3, lúc đó là Tổng thống Joe Biden đọc một bài diễn văn liên bang của Hoa Kỳ, và ông Viktor Orbán đã tới Mar-a-Lago, quý vị, chúng tôi có nhớ là nhắc lại trong cái chương trình đó. Rồi những cái sự kiện mà anh Duyên vừa nói dùng như là đây là một sứ mệnh. Mà ông Viktor Orbán, quý vị biết trong những ngày vừa qua thì Liên hiệp Âu Châu, hiện tại ông Viktor Orbán là chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Âu Châu. Ông nhận cái chức này vào mùng 1 tháng 7, tức là luân phiên thôi. Ha. Nhưng mà sau đó ông làm ngày mùng 3 tháng 7, mùng 3 tháng 7, ông qua ông gặp Tổng thống Ukraine là Zelensky. Ngày mùng 5 tháng 7, ông gặp ông Putin. Và ngày mùng 7 tháng 7, ông qua ông gặp ông Tập Cận Bình. Ngày mùng 9 tới 11 thì có cuộc họp của NATO, ông có hiện diện ở Washington, nhưng mà ngày 11 ông tới Mar-a-Lago. Quý vị thử đặt câu hỏi tại sao Viktor Orbán lại đi qua gặp Tập Cận Bình rồi Putin rồi gặp Trump? Cái đây là có điều ngẫu nhiên không? Thưa học, nếu không có ngẫu nhiên mà tại sao ông Viktor Orbán ông làm điểm tự ông mất uy tín là sao? Bây giờ ông dự trù trong tháng 8 này, chúng tôi không nhớ ngày, nhưng mà tháng 8 ông có cuộc họp các cấp ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu tại Budapest, tức là tại trên Hungary. Mà bây giờ đó ông ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu tẩy chay, cũng đúng đó ngày đó ông họp ngay ở Brussels, tức là trụ sở của Liên hiệp Âu Châu, quý vị thấy không? Và họ gần như họ tìm cách là tẩy chay ông Viktor Orbán, bởi vì Viktor Orbán khá nguy hiểm, mà họ còn đề nghị loại ông luôn nữa cả, ra khỏi Liên hiệp Âu Châu nữa cả, để quý vị thấy là có cái sự liên hệ gì đó. Chúng tôi không có dữ kiện cho như luật sư Duyên hay chúng tôi nó không có kết luận, nhưng mà rõ ràng là có một cái đường dây nó đi như vậy đó, thưa quý vị, rất là rõ ràng. Mà ông Trump còn ca ngợi Viktor Orbán đó là tại sao như vậy, cho nên nói là Putin là nô tài, Donald Trump là nô tài của Putin. Nghe quý vị nghe sau là ông Duyên ông nói như vậy có đúng không? Quý vị nếu mà quý vị liên kết lại cái sự ca tụng của tại sao một cái kẻ thù của mình mà ca tụng là một người thông thái, một người thông minh, một người thiên tài, cái điều đó rất là dễ hiểu. Thưa anh Duyên, thì bây giờ mình không có chương trình, không có thời giờ để đi sâu vào chi tiết, nhưng mà gần đây ông Netanyahu đọc trên cái bài diễn văn liên bang mới đây thôi, ông có nói tới cái vụ của Iran ám sát Donald Trump nữa. Xin anh có tả sao nó có nhiều cái mà hình như là bí ẩn, cái bức màn à, màn sắc chưa chưa kéo lên, mình không thấy, thôi nó có là lạ những cái điều này, thưa anh. Xin anh có thể Những điều mà chúng ta không biết là những gì mà Netanyahu nói chuyện với Donald Trump chúng ta không biết. Nhưng mà đây là cái câu hỏi nào. Ngay bây giờ ở bên Do Thái, Netanyahu đang bị đối kháng bởi bao nhiêu cái lực lượng mà chống đối Netanyahu, rồi chiến tranh đến như thế, dân chết tới như vậy, và Netanyahu đang tàn sát người Palestine tới mức độ đó. Vậy mà đi qua gặp Quốc hội Mỹ, đi qua là để gọi là tranh thủ cái sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ, thì vì lý do gì mà Netanyahu lại đi tới Mar-a-Lago? Không phải là lợi lại để mà Donald Trump khoe cái lỗ tai, dòm cái lỗ tai thôi nè, không thấy đạn bắn không, đạn bắn một cái rầm vậy mà lỗ tai còn y nguyên, mà thấy cái mỏ của tôi vẫn phù như xưa, thấy không? Cái chuyện đó không phải là cái chuyện của mấy lãnh đạo. Cho nên những cái bức hình mà nói rằng là Donald Trump khoe cái lỗ tai này nọ đó là những cái bức hình mặt nổi cho chúng ta biết thôi, nhưng mà cái nội dung mà Netanyahu nói chuyện với Donald Trump là cái gì đó chúng ta hoàn toàn nó không tới tai chúng ta. Chỉ có một điều tới tới tai chúng ta thôi, là khi Netanyahu nói chuyện với lại Quốc hội của Mỹ, một lần nữa cái chữ ám sát từ miệng của Netanyahu lại đi ra cho chúng ta nghe là Iran muốn ám sát Donald Trump. Mà chúng ta biết rằng là nếu mà phân tích đó, Iran họ không có một cái lợi ích gì khi mà ám sát
Donald Trump cả. Như vậy mà thứ nhất bây giờ cái tin sau khi cái viên đạn bắn qua lỗ tai qua cái vành tai chả có ăn thua gì hết á, mà bây giờ thì lại nó là ám sát ám sát ám sát, và cái chữ ám sát đó nó đi từ nước miệng của Nga, đi từ miệng của Orbán, đi từ miệng của Tucker Carlson, và bây giờ nó đi từ miệng của Netanyahu, mặc dù Netanyahu đi qua Mỹ với một cái sứ mệnh khác vẫn phải tới chầu Mar-a-Lago để rồi nói chuyện. Cái mà tôi rợn người nhất là cái câu mà truyền hình Nga nói đó, là nếu Donald Trump bị ám sát, đây cũng chỉ là cái chữ của họ, thì chúng ta có một người còn ngon lành hơn Donald Trump nữa. Nếu mà tôi mà là Donald Trump, tôi nghe cái câu đó chắc tôi phải giật mình. Tôi không hiểu là Donald Trump nó có sáng suốt đủ để nó hiểu cái câu đó hay không thì tôi không biết. Nhưng mà đây mới là vấn đề. Nếu thật sự mà Donald Trump trong cái ngày 13 tháng 7 vừa rồi mà viên đạn sượt qua đó mà gọi là có nó nằm ở trong cam mưu ám sát đó, thì tôi mà là Donald Trump hoặc tôi lại làm việc ở trong cái ban vận động tranh cử của Donald Trump thì tôi sẽ lại làm lớn chuyện, tôi sẽ đưa ra tất cả sự thực. Nếu báo chí muốn coi vết thương tôi cho coi vết thương, coi cái dấu mà băng lại tôi cho coi cái dấu băng lại, và tôi nói đây là rõ ràng cái viên đạn đó chỉ còn 1/2 nữa thôi là nó giết chết người ứng cử viên của tôi sẽ nói rất rõ. Đằng này từ Donald Trump cho tới ban vận động tranh cử của Trump hoàn toàn im, chẳng những họ im re thôi mà họ còn yêu cầu là nhà thương, tức là hospital đó, làm ơn đừng có nói rõ, đừng có nói rõ về cái vết thương đó như thế nào cho tới giờ phút này. Mà hôm 13 tây, bữa nay là 30 tây rồi, hơn nửa tháng rồi. Một cái chuyện nó gọi là tày trời đến như vậy mà không lẽ cái cuộc điều tra của FBI Mỹ tự nhiên nó im lìm sao? Người ta thu thập được rất là nhiều dữ kiện rồi, nhưng mà tại vì bên phía bên Donald Trump yêu cầu là không được tiết lộ, và thứ hai là còn có bao một thời gian ngắn nữa tới tranh cử, chúng tôi yêu cầu mấy ông là muốn làm gì thì làm, sau cái cuộc tranh cử mấy ông muốn tung ra làm sao tung ra. Cho nên vì tất cả những cái im lặng kỳ quái mà tôi nghĩ rằng nó có một cái gì đằng sau đó, trong cái viên đạn mà sượt qua vành tai của Donald Trump mới ngày hôm trước, ngay cả chính ông giám đốc FBI ông ra trước quốc hội đó, mà chúng ta biết ra trước quốc hội mà khai gian là có tội, vậy mà khi quốc hội hỏi ông phải nói sự thật. Ông nói sự thật là gì? Ông nói là cho tới giờ phút này qua những cuộc điều tra chúng tôi không biết rõ đây là thật sự là viên đạn hay là một cái mảnh kim loại, một cái miếng nào đó, một cái shrapnel nó rạch cái vành tai của ông. Bởi vì trước quốc hội ổng không thể nói láo được, ổng phải nói sự thực như vậy. Rồi sau đó qua ngày hôm sau ổng ra khỏi quốc hội rồi thì FBI lên tiếng nói là à, cái đó là viên đạn. Nếu thật sự cái đó là viên đạn thì tại sao trước mặt quốc hội ông Christopher Wray không nói điều đó? Ổng không nói điều đó bởi vì điều đó không phải là sự thực, chỉ có như vậy thôi. Còn khi mà ra ngoài người ta nói là ô, cái đó là viên đạn đó, thì trong tương lai không có bẻ ổng được. Tôi mà là Christopher Wray mà tôi ra trước quốc hội đó, tôi cũng không muốn nói một cái gì đó mà trong tương lai có thể nói rằng tôi nói láo, tôi nói không đúng sự thực, tôi không có muốn. Tôi không muốn bị cái tội khai gian. Chính vì như vậy mà cho chúng ta thêm nhiều cái yếu tố để nói rằng là cái chuyện mà gọi là viên đạn, rồi ám sát và tất cả những sự che giấu chung quanh đó, cộng thêm cái sự mà lên tiếng là assassination, ám sát, ám sát, ám sát. Nó đi từ báo chí Nga, nó đi từ Netanyahu, nó đi từ Viktor Orbán, nó đi từ Tucker Carlson. Nó đi từ mọi phía, mà cái phía đó đều là nằm cái phía của Donald Trump hết. Bây giờ tôi không có trả lời, không có cái câu trả lời, cho nên tôi đang chờ đợi cái câu trả lời. Và khi cái câu trả lời đó mà nó tung ra báo chí, chắc chắn sẽ trở lại với gia đình người Việt Channel, cũng như trở lại với đầu gành cuối vải. Quay trở lại với anh. Dạ vâng, bây giờ thì thưa anh, bây giờ nó không còn nhiều thời gian cho nên cũng đi tiếp với anh lắm.
qua cái kinh nghiệm mà ông Donald Trump chọn ông JD Vance để làm phó tổng thống đó, người ta thấy bây giờ đó là cái sơ hở, hay nói một cách khác là nội bộ của đảng Cộng Hòa họ không bằng lòng, và họ đang làm áp lực với ông Trump là phải thay đổi. Thay đổi hay không mình chưa biết, nhưng mà rõ ràng đây là một sự thiếu sót khi chọn cái liên danh này vì đánh giá sai. Và đây thì cũng là một cái đòn hay là cái chiêu rất là độc của tổng thống Joe Biden, bởi vì ổng đưa ra, ổng nếu mà ổng bỏ cuộc chơi mà đưa ra trước cái hội nghị của đảng Cộng Hòa thì có thể bên Cộng Hòa họ có thể thay đổi cái chiến thuật của họ. Cho nên tổng thống Joe Biden đã chọn họ chấm dứt cái hội nghị là vào ngày 18. Hội nghị của Cộng Hòa là từ 15 tới 18 nha thưa quý vị, ở Milwaukee, Wisconsin. Ngày 21 thì tổng thống Joe Biden mới cho biết là ổng rút lui, ổng không có còn chạy đua vào tòa Bạch Ốc nữa, mà ổng giao ngọn đuốc cho bà Kamala Harris. Thì chúng tôi muốn nêu lên điểm này để quý vị, đây là cái chiêu có thể là dưới cái nhìn của mình rất là độc, Cộng Hòa đỡ không kịp. Và khi bà Kamala nhận cái trách nhiệm này thì coi như là cái ngôi sao này nó có cơ hội, mà có cơ hội thi thố tài năng trong một tuần lễ mới sáng chói trên trên thay đổi cái cục diện trong cái bầu cử của nước Mỹ. Thì thưa anh, các nhà báo cũng như họ bình luận, họ đề nghị với bà Harris phải cân nhắc để chọn ứng cử viên phó tổng thống của mình, và họ đưa ra một cái danh sách nhiều người. Nhưng mà trong cái ngày hôm nay thì họ nói là bà Kamala Harris sẽ công bố vào tuần tới, hình như mùng 7 thì phải. À, thì có còn những cái nhân vật mà còn lại đây, là ví dụ như là ông thống đốc của tiểu bang Pennsylvania, ông Shapiro. Thì ông này có cái ưu điểm đó, là chúng tôi muốn nêu lên cái tiểu bang Pennsylvania là cái tiểu bang là chiến địa nha thưa quý vị, tiểu bang tức là 50-50 đó, Cộng hòa Dân chủ đó, nó bàn nhau cho nên rất là quan trọng. Mà cái tiểu bang này có phiếu đại cử tri đoàn đó, là 19 đại cử tri đoàn. Người thứ hai là ông Mark Kelly. Ông Mark Kelly là một phi hành gia, là một sĩ quan của hải quân mà lái máy bay, cho nên ông cũng là cái thành tích rất là vẻ vang. Nhưng mà nói ông Mark Kelly cũng có một cái ưu điểm nữa đó, là cái người thống đốc của tiểu bang này là một người dân chủ, cho nên nếu mà được đề cử phó tổng thống trong tương lai đó thì cái vị thống đốc đó họ đề cử một người dân chủ để thay thế ông Mark Kelly. Thì hai cái nhân vật, và người thứ ba là ông Pete Buttigieg, thì là hiện tại là bộ trưởng bộ giao thông, nhưng mà ông này đã công khai ổng là người đồng tính, ổng là người rất giỏi, mà anh Duyên cũng là thích cái ông này nữa, có khả năng ăn nói và lý luận rất là vững chắc. Theo anh, bà Harris sẽ chọn ai? Thực sự bây giờ nếu mà nói về cái khả năng mà vận động trước công chúng đó, thì phải nói rằng hai người mà có cái lối trình bày mà nó chắc nịch mà nó rực lửa đó là ông Shapiro với lại ông Pete Buttigieg. Nhưng mà nếu mà gọi là khơi động cái luồng sinh khí đó, ông Shapiro còn mạnh hơn ông Buttigieg về cái mặt đó nữa. Và cái điểm thứ hai nữa là cái tiểu bang Pennsylvania là cái tiểu bang mà bà Kamala Harris cần thắng chắc chắn, thì ông đó có ưu điểm hơn. Cái người thứ hai là ông Mark Kelly cũng vậy, ở bên Arizona. Arizona là một tiểu bang Cộng hòa, là một tiểu bang đỏ. Thế nhưng mà cái cảm tình dành cho ông Mark Kelly và dành cho gia đình McCain đó, McCain cũng là Cộng hòa, thì rất là cao. Cho nên ngay bây giờ ngày hôm qua đó thì có cái ông thị trưởng, ông này là ông là thị trưởng Cộng hòa, mà ông lên tiếng, ông công khai ủng hộ bà Kamala Harris, và đảng của ông mà chỉ trích đó, ông nói là tôi ủng hộ Kamala Harris là bởi vì tôi đặt cái tổ quốc trên đảng và tôi làm theo đúng cái con đường mà của John McCain. Cho nên cái thế của ông Mark Kelly, nếu mà ông đứng trên cái liên danh phó tổng thống thì cũng có lợi. Cho nên chúng ta chỉ phân tích được những cái gì mà nó trình bày trước mắt chúng ta thôi, còn những cái yếu tố nó đằng sau nữa mà người ta, những người mà làm cái công việc mà tuyển chọn đó, người ta mới thấy. Cho nên tôi chỉ có thể nói rằng ngay bây giờ thì đây là những người mà đi vào vòng sâu hơn nè, thì trong đó có ông Mark Kelly,
có ông Shapiro và có ông thống đốc của Minnesota, ông Walz. Đó là ba cái người mà tôi nghĩ là nhiều hy vọng. Nhưng mà cái ông ở Minnesota đó thì có vẻ sẽ không được, không có nhiều cái ưu điểm bằng hai ông kia, là tại vì ông Walz á là một người mà ăn nói cũng rất là sắc bén, nhưng mà ông tương đối, ông lớn tuổi, khi mà ông đứng trong liên danh đó thì nó lại cho gợi cho người ta cái hình ảnh của ông tổng thống Joe Biden, thành ra chắc có lẽ là không được lựa. Với nhất là ở tại tiểu bang Minnesota, trong cái thăm dò mới nhất, mà thăm dò này là của đài Fox đó, thì ở bên Minnesota bà Kamala bây giờ bà đã dẫn Donald Trump tới 8 điểm lận. Thành ra chắc là Tim Walz không có cần ông Tim Walz như là cần ông Shapiro, hay là cần ông hay là cần ông McKelly. Nhưng mà hồi nãy anh Bách trình bày một điểm mà tôi thấy nó cũng có rất là lý thú, là liệu cái việc mà ông tổng thống Joe Biden ổng lựa ngay sau khi cái kết thúc đại hội của Đảng Cộng Hòa, ông tuyên bố đó, cái thời điểm mà ông tuyên bố nó là tình cờ, nó là tự nhiên, hay là nó có cân nhắc, nó có tính toán? Thì tôi phải nói rằng qua những gì chúng ta biết, ông Joe Biden với 50 năm kinh nghiệm trong chính trị của ổng đó, thì cái này không phải là bốc đồng mà tính toán rất là kỹ, là khác nữa. Là tại vì chúng ta biết là cả mấy tuần trước đó, là từ Nancy Pelosi, Chuck Schumer, rồi mọi người đều vận động nói là ông rút lui đi để tạo cái nguồn sinh khí mới. Và ngoài mặt nó tới tai chúng ta đều là một cái câu ông khẳng định là không, là tôi sẽ đi tới cùng, tôi sẽ chiến thắng vào tháng 11 này. Nhưng mà chúng ta biết mà cái quyết định mà tiếp tục hay là rút lui không phải là ngày hôm trước. Ngày hôm trước thì còn đang muốn tiếp tục, rồi cái tự nhiên ngày hôm sau thấy mệt quá, cái rút lui, không có cái chuyện đó. Cho nên với một con người mà thận trọng như Joe Biden á, thì cái việc mà ông tuyên bố rút lui nó đã có sớm rồi, nó đã có trước khi đại hội đảng rồi, và chắc chắn là ông cũng đã nói với bà Kamala Harris như vậy rồi, và hai người cũng đã hiểu rằng cái giờ phút nào là cái giờ phút mà ông Joe Biden sẽ tuyên bố rồi. Cho nên ngay sau khi Tổng thống Joe Biden mà vừa tuyên bố xong đó, thì bà Kamala xuất hiện trước công chúng đó, không có vẻ gì ngượng ngùng hay là tập dượt gì cả, mà đây là một người mà đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tổng thống Joe Biden vừa dứt lời xong thì bà này đi ra take over cái campaign và nói chuyện một cách ngon lành, và kể từ đó là dí đầu Donald Trump không cho ngóc lên nổi ngay từ lúc đó rồi. Cho nên tôi nói mọi sự là một cái sắp xếp về thời gian, nó rất là khôn ngoan và vô cùng ngoạn mục thôi. Dạ vâng, chúng ta phải làm chính trị thì phải có tính toán, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên quý vị đừng thấy đó là cái sự ngẫu nhiên đâu, không phải, có tính toán rất là kỹ. Bây giờ thì cũng gần kết thúc chương trình, nhưng mà chúng tôi muốn ngày hôm qua thì chúng ta biết là ngày 29 tháng 7, Tổng thống Joe Biden từ ở Washington có đi về ở Austin của tiểu bang Texas này. Ông có nói chuyện ở Thư viện Dân sinh về cái vấn đề ước mơ của ông là muốn cải cách về cái tố cáo pháp viện. Đây là cái sở trường của anh Duyên, thành cái câu hỏi anh Duyên đó là bây giờ chúng ta biết muốn cải cách đó là phải qua thông qua quốc hội, mà quốc hội hiện tại đó, hạ viện đó, là nằm trong đảng Cộng hòa. Như vậy tại sao tổng thống Joe Biden đưa ra những cái lịch trình hay là cái cách mà để cải tổ về cái nhiệm kỳ, cái thời gian của các vị tố cáo pháp viện? Thì tố cáo pháp viện, thưa quý khán giả biết đó, là người trước đây ai cũng coi tố cáo pháp viện là những cái người mà gọi là cầm cân nảy mực, tức là đứng đó đàng hoàng quá. Nhưng mà sau khi dưới thời của Donald Trump bổ nhiệm được ba người thì chúng ta thấy là cái niềm tin của dân chúng, của cử tri đối với tố cáo pháp viện nó giảm rất là nhiều. Cái điều này nó qua là cái niềm tin mà vào cái cơ quan tư pháp như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng tệ quá, cho nên cần phải cải tổ, và tổng thống Joe Biden đưa ra cải tổ trong lớp này. Như vậy thì hỏi với luật sư Duyên, cái mục đích của tổng thống Joe Biden đưa ra là cái điều gì? Bởi vì ông biết là không thông qua được quốc hội
còn đâu 3 tháng nữa. Nó khó khăn, nhưng mà đưa ra trong lúc này có một điều gì, gửi cái thông điệp gì đến cho cử tri không thưa anh? Rõ lắm. Như anh Bách vừa trình bày đó, thì thời gian chỉ còn 6 tháng nữa thì chắc chắn thời gian là một vấn đề quan trọng. Thứ hai, về thủ tục, Thượng viện và Hạ viện không phải là dân chủ kiểm soát hoàn toàn. Vậy thì biết là kể cả thời gian lẫn thủ tục đều khó, tại sao lại đưa ra cái vấn đề, đưa ra là muốn đưa ra cái thông điệp cho người dân Mỹ, tại vì ngay bây giờ chỉ có khoảng dưới 20% người dân Mỹ còn tin vào cái tối cao pháp viện. Điều đó có nghĩa là trên 80% dân Mỹ muốn là tối cao pháp viện phải được sửa đổi, phải được cải tổ. Và bây giờ tổng thống đưa ra. Tổng thống đưa ra để làm gì vậy? Để mà câu coi coi Cộng hòa chống đối như thế nào, thì dĩ nhiên là con cá Mitch Mcconnell cắn mồi liền tức khắc. Ngày hôm qua là Mitch Mcconnell cũng lên TV cũng nói rằng là ô Joe Biden muốn là phá hoại bản hiến pháp, muốn phá hoại cái nguyên tắc phân quyền, đây là một sự lăng mạ hiến pháp. Và người dân Mỹ một lần nữa sẽ nhìn thấy hai ông trưởng lão, một ông trưởng lão của Cộng hòa, một ông trưởng lão của Dân chủ, và người ta đừng có coi thường cái thông minh của người ta sẽ đánh giá. Và trong cái sự đánh giá đó, người ta thấy rõ ràng là thì ra ông Mitch McConnell nói là chỉ trích đó là ông Biden muốn muốn phá bản hiến pháp, muốn muốn phá cái nguyên tắc phân quyền, nhưng mà thực sự chính Mitch McConnell mới là cái người phá hoại đó, chính Donald Trump mới là cái đám MAGA phá hoại đó. Và bởi vì cái tối cao pháp viện này là một cái tối cao pháp viện, nó vừa tham nhũng, nó vừa đi ngược lại luật pháp, nó chà đạp lại các cái tiền lệ, và đồng thời nó phá vỡ cái nguyên tắc là nobody is above the law, không có ai trên luật pháp cả. Bây giờ một tối cao pháp viện mà tôn thờ cá nhân, cái tối cao pháp viện đó là cái tối cao pháp viện cần phải được sửa đổi. Một tối cao pháp viện mà tham nhũng, ăn hối lộ, đi lấy tiền của mình, lấy quà, lấy tiền của thiên hạ rồi giếm đi, cái tối cao đó, các pháp viện đó cần phải được sửa đổi. Cái tối cao pháp viện mà ngay bây giờ họ không có một cái luật luật nào để kềm chế họ về cái mặt ethics, về cái đạo đức chức nghiệp, thì cái tối cao pháp viện đó là tối cao pháp viện cần phải được sửa đổi. Và nếu muốn sửa đổi cái tối cao pháp viện đó cho nó đàng hoàng, chúng ta cần một tổng thống, chúng ta cần hạ viện, chúng ta cần thượng viện. Vậy thì ngày 5 tháng 11 này chính là cái thời điểm đó, thời điểm quý vị sử dụng lá phiếu. Và cho nên lúc cái thời điểm mà ông tổng thống Joe Biden đưa ra bây giờ đó, có nghĩa là kêu gọi hãy đi bỏ phiếu vào tháng 11 này, bởi vì nếu mà muốn sửa đổi cái tối cao pháp viện để cho tụi nó biết thế nào là lễ độ, để cho tụi nó biết tôn trọng cái nước Mỹ này, thì lá phiếu của quý vị làm ơn, chúng ta cần một tòa bạch ốc, chúng ta cần thượng viện và chúng ta cần hạ viện. Trở lại với anh. Dạ vâng, cũng xin nói thêm là ngày hôm qua đó là kỷ niệm 60 năm cái ngày ban hành cái đạo luật về quyền công dân. Cho nên Tổng thống Joe Biden nó có đi tới Texas để đọc cái bài diễn văn về vấn đề này. Đến đây thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình. Chúng tôi mong quý vị hỗ trợ cho đầu gành của bãi hoặc là người Việt Channel một lần nữa là quý vị viết comment và chuyển tải những cái thông tin này đến cho mọi người. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Cũng một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã đóng góp trong chương trình này. Mời anh. Dạ, xin chào.